bắt bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok, cảnh sát Thái Lan đang điều tra nguồn gốc chất độc. Mức án nào cho các bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam? Bắt người đàn ông đánh người gây thương tích, trốn truy nã 20 năm. Nghi nhìn lén vợ mình tắm, người đàn ông chém anh họ thương tật 33%. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là MC Nam Hoàng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 18 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự. Cùng ngày 18 tháng 7, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Tờ Bangkok Post đưa tin, ngày 19 tháng 7, Thiếu tướng Witthawat Chinkham, chỉ huy đội 5 của Cục Cảnh sát Thủ đô của Thái Lan cho biết, cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của chất cyanua được sử dụng trong vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok. Cụ thể, cảnh sát Thái Lan đang điều tra xem liệu chất cyanua trong vụ án trên được nhập lậu vào nước này hay được mua tại địa phương. Đồng thời, cảnh sát đang chờ kết quả tất cả các cuộc kiểm tra pháp y trước khi quyết định gọi bất kỳ ai tới thẩm vấn thêm hay không. Như đã đưa tin, 6 người Việt được tìm thấy đã tử vong trong một căn phòng trên tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok. Trong đó có 2 người mang quốc tịch Mỹ và 4 công dân Việt Nam. Tờ Khao Sot Thái Lan ngày 17 tháng 7 dẫn thông tin từ cảnh sát Thái Lan rằng bà Sirin Chong, một trong 6 người tử vong tại khách sạn ở thủ đô Bangkok, là nghi phạm đầu độc các nạn nhân còn lại. Cảnh sát tin rằng động cơ có thể liên quan vấn đề nợ nần. Cảnh sát cho rằng nghi phạm là bà Sirin Chong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ, vì bà này có thói quen kêu gọi đầu tư và đang có mâu thuẫn về tiền bạc với những người còn lại. Trưa ngày 19 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu cùng 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng, em gái của Giàu, 15 năm tù, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 8 năm tù và 20 đồng phạm từ 4 đến 12 năm tù cùng về tội buôn lậu. Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt bà Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng Phúc Hằng đang bị truy nã, nhằm xử lý triệt để vụ án. Cần tiếp tục duy trì kê biên hàng loạt tài sản của bà Hằng để đảm bảo thi hành án. Theo đó, năm 2022, Phụng, Phượng và Hằng liên hệ các đối tượng người Campuchia và Giàu sống tại cửa khẩu để mang vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam bán cho các chủ cửa hàng vàng trong nước. Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, Phượng và Big Hen đã mua lậu vàng từ Campuchia để bán lại cho Hằng 1.320 kg vàng, tổng giá trị 1.817 tỷ đồng. Phượng được hưởng lợi 132.000 đô la Mỹ, tương đương 3 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại được hưởng tiền tùy mức độ tham gia buôn lậu. Liên quan vụ án là một trong những khách hàng của Phụng ở đường dây thứ nhất là bà Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng Phúc Hằng, đã thỏa thuận thống nhất đặt mua vàng nhập lậu. Bà Hằng đã mua của Phụng 293 kg vàng lậu, trị giá gần 400 tỷ đồng. Tiệm vàng của Hằng đã bán cho tiệm Kim Hiền Bình Minh 50 kg vàng, trị giá 72,6 tỷ đồng. Số còn lại, bà Hằng chỉ đạo đồng phạm chuyển ra Hà Nội tiêu thụ. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Hằng xuất cảnh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã. Ngày 25 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, tách vụ án đối với bà Hằng để tiếp tục xử lý khi bắt được. Ngày 19 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết,
Công an phường Phước Bình vừa bàn giao Dương Nhật Phương, 39 tuổi, cho Công an huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý theo thẩm quyền. Được biết, Phương bị truy nã vào năm 2004 về hành vi cố ý gây thương tích. Trong 20 năm qua, Phương đã lẩn trốn ở nhiều nơi và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Sau thời gian dài truy tìm, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Phương đang lẩn trốn tại phường Phước Bình thuộc thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nên đã nhờ sự hỗ trợ từ công an địa phương. Ngay sau đó, Công an phường Phước Bình đã triển khai lực lượng truy tìm thì phát hiện Phương đang làm việc tại một vựa phế liệu nên đã nhanh chóng bắt giữ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương hôm nay cho biết 6 tháng đầu năm qua đã xảy ra 17 vụ tai nạn lao động khiến 16 người thiệt mạng. Con số này tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Các vụ tai nạn lao động xảy ra ở các công ty liên quan đến các ngành nghề như sản xuất, dịch vụ, xây dựng và vận tải. Nguyên nhân chủ yếu là do người lao động bất cẩn. Do phải chờ kết quả xử lý từ phía cơ quan cảnh sát điều tra về việc khởi tố hoặc không khởi tố, nên tiến độ điều tra một số vụ tai nạn lao động chết người còn chậm. Ngoài việc yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm phòng tránh tai nạn tương tự, thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định, đoàn điều tra còn yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với chủ sử dụng lao động và đề nghị xử lý kỷ luật lao động những người có lỗi. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 doanh nghiệp với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Ngày 19 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong ở cầu Rạch Môn, thành phố Thủ Đức. Trước đó vào sáng 18 tháng 7, người dân chứng kiến anh LTD tên viết tắt 35 tuổi quê Khánh Hòa điều khiển xe máy lưu thông trên đường số 10 phường Hiệp Bình Chánh. Khi anh D lưu thông qua đoạn cầu Rạch Môn thì người dân nghe tiếng động mạnh nên đến kiểm tra thì phát hiện anh D đã tử vong, xe máy bị ngã nằm chắn giữa đường. Sau đó, Công an thành phố Thủ Đức thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, nguyên nhân có thể do anh D lưu thông qua gờ cầu Rạch Môn thì lạc tay lái dẫn đến loạn choạng ngã xe tử vong. Ngày 19 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt Đặng Trường Cung, 39 tuổi ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, 4 năm tù về tội giết người. Bản án sơ thẩm xác định Đặng Trường Cung và anh Đặng Trọng Ngự, 43 tuổi ngụ cùng huyện, là anh em họ nhà ở cạnh nhau. Khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2023, Cung thấy ông Ngự đang đứng gần khu vực nhà tắm phía sau nhà mình. Nghi ngờ ông Ngự đang nhìn lén vợ mình tắm, Cung vào nhà lấy dao lao ra chém ông này một nhát trúng tay trái. Khi ông Ngự nói "tao Ngự đây" rồi quay người định bỏ chạy thì bị Cung lao theo chém liên tiếp trúng đầu, cổ, mặt làm ông này gục tại chỗ. Kết quả giám định, ông Ngự bị thương tật 33%. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam xác nhận ngư dân địa phương vừa thả một cá thể rùa quý hiếm bị mắc lưới về biển. Trước đó, chiều 18 tháng 7, tàu cá mang số hiệu QNA 90179 do ngư dân Võ Công Hậu, ngụ xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 10 hải lý. Trong lúc kéo lưới, các ngư dân trên tàu phát hiện một cá thể rùa da, toàn thân màu đen dài hơn 1,6 mét, nặng gần 200 kg bị mắc lưới. Sau đó, các ngư dân cùng nhau đưa cá thể rùa quý hiếm này về biển. Rùa da có tên khoa học Demichelis coriacea, là loài rùa biển lớn nhất. Loài rùa này rất dễ phân biệt với các loài rùa biển khác vì không có mài. Thay vào đó, chúng được bao phủ bởi lớp da và thịt trơn. Con rùa da trưởng thành từ 1 đến 2 mét, nặng khoảng 250 đến 700 kg. Tại Việt Nam, rùa biển nằm trong sách đỏ về các loài bị đe dọa, nguy cấp, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông để theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo. Và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên PLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!